Xin chào các bạn, mình là Thùy Linh, sinh viên năm 2 khoa truyền thông trường Đại học Đại Nam. Hiện tại mình đang có mặt tại sân trường Đại học Bách Khoa, nơi diễn ra ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023. Đây là sự kiện được các sĩ tử 2K5 và các phụ huynh đặc biệt quan tâm và chờ đợi. Đã thấy thì ngay từ sớm sân trường Đại học Bách Khoa đã chật kín các sĩ tử và phụ huynh từ khắp các tỉnh thành tụ họp về đây để xin tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2023. Với mong muốn giúp các bạn thí sinh và phụ huynh tiếp cận thông tin một cách nhanh nhạy, chính xác, có hệ thống về các ngành nghề đang được đào tạo tại nhà trường, hệ sinh thái học tập năng động, hiện đại, giàu kết nối của sinh viên, thời gian đào tạo từng ngành học, bằng cấp sau khi tốt nghiệp, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, thực hành, thực tập. Nét khác biệt trong chương trình đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ hội thực hành, thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp, các hoạt động ngoại khóa của sinh viên, cũng như các phương thức và xét tuyển đại học năm 2023, từ đó đưa ra cho mình những lựa chọn đúng đắn nhất, phù hợp nhất. Trường Đại học Đại Nam tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023 với rất nhiều hoạt động tư vấn, đồng hành và trải nghiệm đặc sắc cho các bạn sĩ tử và phụ huynh. Hãy cùng theo chân mình đi đến gần hơn với gian tư vấn để xem Trường Đại học Đại Nam sẽ mang đến bất ngờ gì trong ngày hội năm nay nhé. Let's go! Hiện tại mình đang đứng trước gian tư vấn của Trường Đại học Đại Nam. Nhưng trước tiên, hãy cùng mình tìm hiểu một chút thông tin về Trường Đại học Đại Nam nhé. Trường Đại học Đại Nam được thành lập vào năm 2007 là trường đại học ứng dụng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đại học Đại Nam lấy đào tạo về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, gồm các ngành y khoa, dược học, điều dưỡng là trục đào tạo cốt lõi. Bên cạnh đó, chú trọng đầu tư phát triển, quốc tế hóa các ngành đào tạo có nhu cầu xã hội cao như công nghệ thông tin, khoa học máy tính, quản trị kinh doanh quốc tế, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, kinh tế số, marketing, truyền thông đa phương tiện, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc và ngôn ngữ Nhật. Mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Đại học Đại Nam là một trong 10 trường đại học ngoài công lập tốt nhất Việt Nam, là lựa chọn hàng đầu của người học với các ngành đang được đào tạo tại nhà trường. Đến năm 2023, Đại học Đại Nam đã có hơn 32.000 sinh viên, học viên theo học. Hơn 20.000 sinh viên, học viên đã tốt nghiệp ra trường. Hiện có gần 12.000 sinh viên, học viên đang theo học tại tất cả các hệ đào tạo, bao gồm đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Hầu hết sinh viên ra trường đều có việc làm, trong đó rất nhiều ngành đạt 100% sinh viên có việc làm từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Trụ sở của trường được đặt tại số 1, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Do nằm ở trung tâm quận Hà Đông nên giao thông đến trường vô cùng thuận lợi với hệ thống xe buýt, tàu điện trên cao, an toàn và tiện lợi. Hiện Đại học Đại Nam đang đào tạo 24 ngành hệ đại học chính quy ở 4 khối: sức khỏe, kinh tế, kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ và khoa học xã hội. 5 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 1 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Với sứ mệnh đào tạo để người học ra trường có cuộc sống tốt và là công dân tốt, Đại học Đại Nam tự hào là điểm đến tin cậy, nơi chấp cánh những ước mơ cho thế hệ trẻ Việt Nam năng động, thông minh và bản lĩnh. Tự hào là điểm đến nơi phụng sự lý tưởng, đam mê và khát vọng của cán bộ, giảng viên và nhân viên. Các bạn thân mến, là một trong 150 cơ sở đào tạo tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023, Trường Đại học Đại Nam mong muốn mang đến cho các sĩ tử và phụ huynh những thông tin hữu ích nhất, giúp các em vượt qua những trải nghiệm ban đầu, lựa chọn được ngành học và trường đại học phù hợp nhất. Và bây giờ thì hãy cùng Thùy Linh đến gần hơn với gian tư vấn của Trường Đại học Đại Nam để cùng mục sở thị các hoạt động đồng hành cùng sĩ tử và phụ huynh trong mùa tuyển sinh 2023 nhé. Năm nay, Trường Đại học Đại Nam đổ bộ sân trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với 5 gian tư vấn và là một trong số ít trường đại học có nhiều gian tư vấn nhất tại ngày hội năm nay. Các gian hàng của Trường Đại học Đại Nam đều được trang trí tinh tế, cầu kỳ, bắt mắt với các tông cam nổi bật và sắp xếp theo từng khối ngành: sức khỏe, kỹ thuật công nghệ, kinh tế, kinh doanh, khoa học xã hội để thí sinh và phụ huynh dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu thông tin.
Đặc biệt tại mỗi gian hàng sẽ có lãnh đạo khoa, giảng viên chuyên ngành, các chuyên viên phòng tuyển sinh, trẻ trung, nhiệt tình, tư vấn giải đáp. Đến với gian tư vấn của Trường Đại học Đại Nam, sĩ tử và phụ huynh không chỉ được cung cấp các thông tin mới nhất về kỳ thi Trung học Phổ thông và xét tuyển Đại học năm 2023, kinh nghiệm ôn thi đạt hiệu quả mà còn được tư vấn về cách chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực, sở trường, các phương thức và điều kiện xét tuyển vào trường, môi trường đào tạo. Đặc biệt, Trường Đại học Đại Nam sẽ đưa ra những thông tin vô cùng bổ ích, dự báo nhu cầu nhân lực của các ngành nghề trong tương lai, những thay đổi về cơ cấu ngành nghề trong bối cảnh chuyển đổi số. Cũng tại ngày hội, các thông tin mới nhất về chương trình đào tạo rút ngắn thời gian học, học 3 kỳ trên 1 năm. Sinh viên ra trường sớm từ 0,5 đến 1 năm giúp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí sinh hoạt và cơ hội gia nhập thị trường lao động sớm, chương trình đào tạo song bằng, chương trình đào tạo liên kết quốc tế, các chính sách về học bổng, học phí, cơ hội thực hành, thực tập, chuẩn đầu ra theo năng lực, các chính sách hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp sinh viên cũng được thầy cô DNU tư vấn và giải đáp tường tận. Các bạn thân mến, năm nay gian hàng tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Đại Nam sẽ còn sôi động và đặc biệt thu hút hơn khi có sự tham gia của một chuyên viên tư vấn đặc biệt, đó là Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thủy Linh, giảng viên trợ giảng khoa quản trị kinh doanh, chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Thân thiện, nhiệt tình, lại là Gen Z, Hoa hậu Lương Thủy Linh sẽ dễ dàng kết nối và chia sẻ, đưa ra những định hướng tốt nhất cho các sĩ tử 2K5. Ngoài ra, các bạn sĩ tử và phụ huynh còn có cơ hội tham gia mini game hỏi đáp về Đại học Đại Nam để nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ Hoa hậu Lương Thủy Linh. Tất nhiên, sẽ không thể thiếu các tiết mục ký tặng, chụp ảnh check-in cùng Hoa hậu. Khi mà trở thành một sinh viên đại học thì Linh cũng đã tham gia những cái ngày hội tư vấn tuyển sinh như thế này, nhưng mà năm nay thì lại là một năm rất là đặc biệt, tại vì Linh ở đây với một vai trò khác là giảng viên trợ giảng của Đại học Đại Nam cũng như là người đại diện hình ảnh của trường. Ngày hôm nay thì Linh thấy là có rất là nhiều bạn tập trung tại ngày hội tuyển sinh cũng như là tại booth của Trường Đại học Đại Nam, chứng tỏ là các bạn cũng đang rất là quan tâm tới chặng đường sinh xuân của mình sắp tới, rất là quan tâm tới chặng đường giáo dục của mình. Vì vậy là thông qua ngày hội tuyển sinh này thì Linh rất là mong muốn là thứ nhất là có thể tư vấn cho các bạn, giải đáp những cái thắc mắc cho các bạn về chương trình học tại Trường Đại học Đại Nam, đặc biệt là về ngành kinh doanh quốc tế mà Linh đang làm trợ giảng ở tại ngành đó. Và bên cạnh đấy thì Linh cũng mong là qua ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ có được những động lực để có thể chọn cho mình một môi trường thật là tốt và thật là phù hợp với bản thân mình. Thực ra là từ ngày đầu tiên mà Linh được bước chân tới Đại Nam thì cảm thấy như là đây là một nơi rất là thân thuộc. Tại vì khi mà lần đầu tiên Linh đặt chân tới là đã có rất là nhiều bạn học sinh, sinh viên, các bạn sinh viên nhận ra Linh. Và bên cạnh đấy, khi mà được ngồi trao đổi cùng các thầy cô trong ban giám hiệu và các thầy cô khác trong nhà trường cũng như là bộ môn, thì Linh cảm thấy thực sự đây là cái nơi mà Linh sẽ thuộc về, không chỉ thuộc về về cái việc là mình cảm thấy như là có một sự đồng điệu nào đấy trong tư duy. Tại vì Linh cảm thấy là các thầy cô ở trường Đại Nam, thứ nhất là rất là sâu về chuyên môn, và thứ hai là các thầy cô cũng có gọi là một cái mindset rất là rộng mở, rất là hiện đại, rất là năng động nữa, và các bạn sinh viên thì cực kỳ dễ thương. Mình nghĩ là cái lý do đầu tiên là sẽ phải nói đến về ngành học, tại vì Đại Nam có rất là nhiều ngành học, từ y dược, y khoa rồi cho tới kinh tế, kinh doanh, truyền thông và các ngành ngôn ngữ ở xã hội học nữa. Thì Linh nhận thấy là đây là một môi trường mà nếu như mà các bạn chỉ cần đăng ký một ngành học thôi, các bạn có thể học được rất là nhiều kiến thức bên ngoài ngành học của mình. Và bên cạnh đấy thì Linh nhận thấy là cơ sở vật chất của trường rất là khang trang, hiện đại, rất là rộng rãi, có khu ký túc xá mà Linh cảm thấy cực kỳ rất là hiện đại, và Linh rất là thích khu ký túc xá. Bên cạnh đấy cũng có những cái tòa nhà, những cái môi trường học tập cho các bạn sinh viên rất là tân tiến, rất là hiện đại. Nên chắc rằng khi mà các bạn chọn Trường Đại Nam trở thành ngôi nhà của mình trong vòng 3 đến 4 năm đại học thì đây sẽ không phải là một quyết định sai lầm. Các bạn sẽ học được rất là nhiều trong một môi trường cực kỳ an toàn, cực kỳ năng động và hiện đại. Được biết đến là một ngôi trường năng động sôi nổi với các hoạt động văn, thể, mỹ giúp người học phát triển toàn diện, Trường Đại học Đại Nam quyết định khuấy đảo ngày hội tư vấn tuyển sinh với các tiết mục đặc sắc, thú vị. Đây đều là những đặc sản đến từ các câu lạc bộ của nhà trường. Các sĩ tử 2K5 hoàn toàn có cơ hội trở thành thành viên và tham gia vào các câu lạc bộ khi trúng tuyển vào Trường Đại học Đại Nam. Bên cạnh đó, các sĩ tử sẽ được chiêm ngưỡng cổ phục, hán phục, kimono, hanbok,
cùng các màn cosplay các nhân vật truyện tranh, cùng các sinh viên các ngành, ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Nhật Bản hay là ngôn ngữ Trung Quốc. Đây là cơ hội giúp các sĩ tử làm quen với các anh chị sinh viên, hỏi han và tìm hiểu về môi trường, về ngành học. Chắc chắn các bạn sẽ bất ngờ về những trải nghiệm chỉ sinh viên mới thấu đến từ các anh chị đấy. Đặc biệt khi đến tham quan gian hàng của trường Đại học Đại Nam, các bạn sẽ được ông Đồ tặng chữ may mắn. Đây sẽ là phần quà thay cho lời chúc của trường Đại học Đại Nam đến các bạn sĩ tử trong mùa thi năm nay. Chào Phương Anh, vậy thì hôm nay em đến ngày hội tuyển sinh với mục đích gì? Em đến đây với mục đích là muốn tìm hiểu về các ngành mà mình muốn học, nhất là khối ngành kinh tế, em rất là thích ạ. Vậy thì đến tham quan và tư vấn tại gian hàng trường Đại học Đại Nam thì em có ấn tượng gì về trường Đại học Đại Nam? Đầu tiên thì mà khi mới bước vào trường ấy ạ, thì em thấy các thầy cô và các anh chị của trường Đại học Đại Nam rất là nhiệt tình và rất là kiểu là rất là vui. Và sau đó thì em còn thấy khoa hậu Lương Thùy Linh nữa. Wow, em rất là thích và rất là hâm mộ. Và sau đó thì cảm thấy là các thầy cô có những cái lời khuyên và truyền động lực rất là tích cực đến cho em. Vậy thì em có mong muốn sẵn sàng gia nhập trường Đại học Đại Nam hay không? Dạ, em thấy rất sẵn sàng ạ. Sau khi được tư vấn thì bản thân cá nhân của mình là phụ huynh thì mình cũng rất là yên tâm và cảm thấy rất là thích thú khi cho con vào học ở trường Đại học Đại Nam này. Trong năm học 2023-2024, trường Đại học Đại Nam tuyển sinh 4.640 chỉ tiêu ở 24 ngành học theo 4 phương thức xét tuyển. 1. Sử dụng kết quả 3 môn từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo tổ hợp đăng ký để xét tuyển. 2. Sử dụng kết quả 3 môn từ kết quả học tập lớp 12 trung học phổ thông theo tổ hợp đăng ký để xét tuyển. 3. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường. 4. Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông nước ngoài. Để được cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác nhất về phương thức xét tuyển, hồ sơ xét tuyển vào trường Đại học Đại Nam, thí sinh và phụ huynh có thể để lại bình luận phía dưới comment, inbox cho fanpage Đại học Đại Nam hoặc liên hệ với phòng tuyển sinh theo địa chỉ trường Đại học Đại Nam, số 1, phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, hotline 0931 595 599 hoặc 0961 595 599 hoặc 0971 595 599, website dainam.edu.vn. Hãy đến với Đại học Đại Nam học để thay đổi, ra trường có cuộc sống tốt và là công dân tốt. Hẹn gặp các bạn tại trường Đại học Đại Nam.